Đây nha anh em, 3 kg nấm mối, 1 kg cái này. Hello anh em nha, hôm nay mình với Quân đổi đề tài anh em, đi tìm nấm mối. Thì hôm bữa giờ mấy anh em nhổ nấm mối nhiều lắm. Cái này là đặc sản của vùng cao su luôn anh em. Cao su hoặc là nói chung là nhiều lắm. Nói chung là có ổ mối á, thì ổ mối mà không biết là sao nữa. Nhưng mà khi mưa đồ lên á, là tới mùa nha anh em. Mưa xong á, nắng lên thì nó sẽ có. Thì cho nên là tụi mình mới đi tìm. Thì hôm bữa giờ đúng là cái mùa nó qua nhiều rồi, nhưng mà mình không có đi tìm. Với lại có một bữa đi tìm thì có, nhưng mà không có quay. Đó, nhưng mà ít. Còn người mà chuyên đi cạo đồ thì tìm rất là nhiều nha anh em. Thì cái cam mình quay đêm thì nó tệ lắm. Cái Go 7, Go 9 thì mình không biết sao, nhưng mà cái dòng Go 7 này quay đêm tệ lắm anh em. Mình giảm xuống sáng rồi thấp nhất rồi mà không biết nó cộng được nhiều không nữa. Thì có gì nó hơi tối thì anh em thông cảm nha. Tại vì đi lô thì chỉ chấp nhận thôi anh em, không bao giờ mà sáng lên được hết á. Phải chịu thôi. Bây giờ tụi mình qua lô của mình thử xem có hay không đã. Nếu mà có thì bắt đầu đi săn lùng, có thì quay cho anh em xem nha. Coi cái nhổ nấm mối nó thế nào. Thì chắc cũng chưa có anh em nào làm tận tình kỹ lưỡng ở trên YouTube cho anh em xem đâu. Mong là sẽ có một ổ, ít cũng được, miễn là có là cho anh em vui là được rồi. Mình cũng mong là nó có nha anh em. Đây, mong là có anh em ơi. Bây giờ tụi mình đi tìm lô mình xong rồi lên kia, nói chung khoảng tầm bán kính tầm 11 cây số á. Thì chỉ là đi vô lô cao su thôi. Thì thường nó mọc ở lô nhiều nha anh em, còn ở thị trấn ngoài đây thì ít có lắm nha anh em, hầu hết là lô đi vào trong lô cao su á. Tập trung chạy xe nè. Xe này nó không có đèn trợ sáng, cho nên là mình phải có, mình cầm thêm một cây đèn pin nè anh em. Đó, cái đèn pin này là của mình mua để sử dụng rồi này kia rồi thì nó cũng sáng lắm, đúng đã luôn nè. Rồi bây giờ tụi mình đi nha. Ok, thì cái vấn đề nhổ nấm mối này nè, thì nó có một cái quy luật như vậy. Thường á là năm trước nó có, thì năm nay đúng cái ngày này tháng này người ta sẽ nói vậy nha, mình nghe vậy là đúng cái ngày tháng đó thì nó sẽ lên tiếp đó. Cho nên là những người thường người ta nhổ á, người ta biết nó nằm chỗ nào, cái là người ta mới để ý, người ta ghi ngày giờ lại. Rồi sau đó người ta mới đi năm sau người ta canh giờ á. Sau cái mùa mưa đầu rộ lên cái người ta canh ngày đó giờ đó, thì người ta tới đó thì khả năng nó sẽ lên nha anh em. Nên là thường nó xơi xích nhau tầm 3-4 ngày, 5 ngày là, chứ không có nhiều. Đợi chứ vô cái lùm này thử cái Quân. Vào đây nè, thường là mấy cái lùm le á nè. Mấy cái lùm kiểu như là tầm dông tre rồi, thì khả năng nó sẽ mọc phía dưới chân nha. Nói chung là cũng có nhiều lắm, cho nên là mình đi thử chứ mình chưa có nhổ ở đây bao giờ, nên cũng không biết nó có hay không nữa. Nè, mấy cái lùm kiểu vậy nè nè. Thì cứ vào thử. Thì ở đây nếu mà tới mùa là mấy anh em chạy rất là đông, có nhiều khi chạy tới mấy chục xe đi là đông nghẹt luôn á, đi như đi hội anh em. Thì bây giờ cái mùa nó qua cũng bữa giờ cũng nhiều rồi, nên là khả năng nó hết rồi. Nên mà tụi mình vẫn đi quay, đi trải nghiệm thử coi có không cho anh em xem. Bây giờ mình vòng vô trong kia nữa, không có thì mình sẽ đi hẳn lên Minh Hưng luôn, lên trên kia tầm 8 cây số nha anh em. Ui, đi này luôn. Hơi rẫy mình ở bên đây, bây giờ mình đi qua rẫy mình nè. Thì mỗi năm có năm nó lên, thì bây giờ mình cứ theo thông lệ mình qua thử. Mình không có nhớ ngày giờ nhưng mà mình cứ đi thử, biết đâu may mắn lại gặp được thì có cái clip cho anh em xem luôn. Nấm mối ăn ngon lắm nha anh em, nó ngọt nó dai. Mình nghe nói là hôm bữa ai nói mình là trồng được rồi, mình ủa mình chưa nghe cái đó, mình chưa cập nhật, nhưng mà đúng là cái này là nấm tự nhiên, không có trồng được nha anh em. Tại vì nó lên từ cái meo của cái ổ mối á, cái phổi của ổ mối á, mình không biết nói sao nữa.
này chỉ đi vô lô thôi chứ ở nhà dân gió nó sủa cũng ngại lắm, người ta ngủ nghỉ á. Ừ, nãy quên lấy cái đèn pin cho Quân. Mong là thấy được để có cái cho anh em xem. Có anh em nào ăn nấm mối chưa? Mình thì ăn được tầm 5 lần. Ngon lắm anh em. Ăn thì chỉ có ghiền thôi. Tới mùa mới được ăn chứ không phải là muốn là có, ra chợ là có đâu nha anh em. Có tiền mà không mua được đó nè, cái kiểu vậy á. Thì những người mà người ta có nhiều thì người ta sẽ để dành lại. Người ta xào lên, người ta để dành trong tủ á, rồi người ta ăn dần đó. Anh em đợi mình xíu. Cái này tới mùa lên thì đã lắm anh em. Năm trước mình nhổ đang lần nè. Nhưng mà tầm khoảng 8 giờ. Giờ. Khó có ạ. Cái nấm mối khi mà nếu mà nó lên anh em rọi đèn vô ban đêm thì nó sẽ phản sáng lại. Nó phản màu lại, anh em nhìn sẽ biết nha. Nên là chưa đi thì chưa biết, nhưng mà đi rồi thấy một vài lần rồi nhớ là nó dễ phân biệt lắm. Là nhìn nó đã gì đâu á, cái cảm giác đi tìm mà thấy được cá, trời ơi nó sung sướng cuộc đời. Như như kiểu trúng số quá nè. Chị anh em cứ nghĩ là nó sao ta, nó một năm nó chỉ có một lần, nó chỉ có một mùa lộn, thì đâu phải lúc nào cũng có đâu. Nên là nhỏ thấy thì mừng lắm. Mình cũng đi hên xui. A few moments later. Không có rồi anh em, giờ tụi mình là tiếp tục đi lên trên kia khoảng 8 cây số. Vô cái chỗ chạy ghê ghê trời. Cái đó khoảng 8 cây số là tụi mình coi có không nha anh em. Thì hên xui thôi, kiểu như cũng cuối mùa rồi, hên xui không có mà mừng, không có thôi về. Có thì có cái clip cho anh em xem luôn. Kiểu vậy. Cố gắng. Cũng mong trong ông nha. Giờ tụi mình đi tiếp nè. Thôi ok. Đây là cái vườn của bà dì mình. Thì cái vườn này rộng 10 hecta nha anh em. Thì có cao su nè, điều nè, đó. Hai ba thứ lận. Giờ tụi mình đi len lỏi đi kiếm. Chắc phải đi bộ quá anh em ơi. Đi chứ đi xe thì đâu có chạy hết được cái vườn này. Tại vì nó gập ghềnh á. Chắc anh em mình tối nay ráng lết đi kiếm nhiều nhiều xíu. Mong sao có được ít cho anh em xem. Thì cái vườn này vườn nhà cho nên là ít có người xin vô đây được để mà kiếm nấm anh em. Tức là khả năng nấm nó sẽ còn nhiều hơn nha anh em. Còn nếu mà ở ngoài kia mọi người chạy nhiều thì nó sẽ ít, nó không có nhiều. Vừa chạy xe vừa tìm thì nguy hiểm quá anh em. Nhưng giờ đi bộ 10 hecta cũng hơi đuối á. What the fuck? Này xịt cỏ à, chắc khả năng không có. Giờ tụi mình xuống cái được chỗ cũ trước đi. Ồ, ở đây mới xịt cỏ hả ta? Xịt cỏ này thì không có nấm mối nha anh em. Có những cái chỗ mà không chưa xịt cỏ thì mới có. Tại vì nấm mối này người ta nói giống kiểu như nó nghe mùi thuốc là nó đi. Mình nghe nói vậy. Ít khi nào mà có nấm ở chỗ mà xịt cỏ lắm anh em.
Ok, đang đi dạo gần tới anh em. Thì giờ hên xui rồi chứ cũng không biết có hay không nữa. Tại vì này là cuối mùa nha anh em. Ở đây có nấm này Quân. Có hai cây rồi trời. Vòng vòng có không? Không, không có. Cái này là nấm mối nha anh em. Này, cho anh em xem nè. Cái hình dạng nó ra vậy nè anh em. Cái này là nở rồi, thuộc dạng nở rồi. Nhưng mà người ta khuyên đào á, ủa này nãy không phải chưa củi này là người ta khuyên đào á là moi cái gốc nha anh em chứ đừng có bứt ngang. Nó gãy uổng thôi chứ không có gì hết á, nhưng mà người ta kêu là dùng củi á, đừng có dùng sắt. Mà không biết cái đó có đúng hay không nữa, hay người ta lừa nữa. Mua quân đào giùm chứ quân. Rồi rồi, đây cái nấm mối già chưa, còn ngon lắm á. Nó to nè anh em, cái nấm mối với cái bàn tay mình vậy là to lắm nha anh em. Rồi nhổ con cây này đi, cứ nhổ đi, nhổ lấy mây chứ biết đâu hồi lại đang đây một cái nấm nè. Ở đây đất cứng quá lên nổi chứ thực tế ngay đây nếu mà có chắc cũng nhiều anh em. Cái bên đó nhỏ nó mối là sẽ nhỏ vậy nha anh em. Cái mùi nó mối nó đặc trưng lắm anh em hửi là nó thơm lắm. Ba năm đây mình đi vòng vòng coi biết đâu may mắn được nè, có gì không, quên cầm gì đựng rồi, hồi biết đâu gặp nguyên bồ đê sao. Thì cái này á khi anh em nhỏ á, anh em cũng muốn cào đó thử vòng vòng nha, nhiều khi là nó nấp dưới lá nó chưa lên đó nè. Rồi đi tiếp. Bây giờ tụi mình tiếp tục chương trình. Nói chung là may mắn thôi. Nãy quên lấy cái đèn pin cho Quân. Quân thì gắn cái đèn L4, lấy L4 đi tìm nấm luôn anh em. Chịu chơi lắm, chạy giết xe muốn bốc khói luôn. Nóng quá. Nhổ nấm nó có hai tình trạng nè anh em. Một á là nếu một cái nấm nó búp nó nổi lên trời luôn á thì là mình dễ thấy, còn những cái nấm mà nó búp á thì anh em sẽ khó thấy nha. Cho nên là người ta hay nhổ khuya là vậy, khuya là nó sẽ nhú lên, còn tối là bắt đầu nó mới bắt đầu mọc, mà cho nên là nó ít, nó mới bắt đầu mọc thì nó không có dễ nhìn anh em, nó khó nhìn hơn. Bây giờ mình đi theo cái bờ đê này thử cái biết đâu lại cái may mắn. Hey, tiếp tục chương trình đi dạo anh em ơi. Đi hết lô mà được có 3 nấm à. Bây giờ anh em tụi mình lại tiếp tục đi lên trên vườn khô á, rồi lấy xe chạy dạo. Có thì về ngày mai xào mì ăn, còn không có thì có thêm sức khỏe, tốn thêm mấy chục ngàn xăng. Rồi, tiếp tục chương trình. Nói chung là vẫn có nấm mối lên nha anh em. Thì hôm bữa mấy người ta đi nhổ nhiều á thì anh em mình lại ở nhà không đi, ở nay không ai đi nhổ hết thì anh em mình lú đầu đi kiếm nhổ. Đúng bài luôn, không giống ai hết. Mong là sẽ gặp được một ít nữa, có cái ngày mai mlem mlem. Lại quay cho anh em xem. Ít quá nó cũng không có đã anh em ơi. Nhổ là phải một lùm. Nhổ một lần một lùm, nhổ nó mới đã nè. A few moments later. Rồi xong, anh em mình về. Đi đi buổi tối được 3 cây nấm anh em ơi. Bây giờ nói chung là vậy là cũng vui rồi. Tính là kiếm được một lùm cho anh em xem mà ai về đâu, khó quá. Đua với viên sạch mà đua không lại anh em. Hai thằng gánh.
gì vậy hả? Chết ngoài đứa nó hắn rồi. Quá dữ, quá dữ. Thôi có dậy về nhà mới nhanh được á chứ. Hả? Gan cơ. Xe lộn bài. Ê tí lại kia, ngay đèn xanh đỏ đứng lấy cái nấm review á, lòng chào anh em cái. Ok. À, gần tới nhà anh em, 100m nữa tới nhà. Hôm nay tụi mình nhổ được 3kg nấm mối nha. Đây. 3kg nấm mối nha anh em. Trời ơi, xe nó khét kìa. Hàng quỷ đuôi. Đây nha anh em. 3kg nấm mối. 1kg. Cái này 2kg. Cái này lộn, cái này 1,5kg, cái này 1kg là 2,5kg. 2,5kg với cái nấm này đâu rồi? Đây, cái nấm này nửa ký nữa là tổng cộng 3kg nấm mối nha anh em. Rồi, nay thành tích nè. Quân chụp cho chị tấm hình với Quân. 3kg nấm mối này ăn thiệt chứ chắc cả tháng á. Vô đây cha. Hả? Nhìn vô đây, nhìn vô máy nè. Rồi, nhìn nha. 1, 2, 3. Ok, 3kg nấm mối nha anh em. Cái này ăn là tháng trời nha anh em. Quá đã luôn. Rồi, này có cái video cho anh em xem giải trí chơi. Có gì anh em thấy hay cho mình xin một like, một đăng ký kênh nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Thì những ngày người ta đi nhổ thường xuyên á, người ta nhổ nhiều á, người ta đăng Facebook á thì ướt nhưng mà không có đi. Cái đầu người ta không đi ra nhổ nữa là hết mùa rồi. Bắt đầu hai thằng sách đích đi nhổ được 3kg nè anh em. Ghê chưa? Quá dữ luôn. Về làm cái lẩu hết hồn luôn, lẩu siêu to khổng lồ luôn. Rồi. Đó. Này thì phá nè anh em thấy chưa? Ok, vậy thôi. Clip xin kết thúc tại đây nha anh em. Thì anh em xem video vui vẻ.